Câu đầu tiên, bỏ một ngón tay xuống nếu bạn đã từng bị công an bắt khi lái xe. Bị bắt. Bắt lái xe. Nếu mà bị bắt lái xe. Không, một lần thôi. Đó thôi. Pikachu. Bỏ một ngón tay xuống nếu bạn đã từng thả bom ở nơi công cộng. Rồi. Bỏ một ngón tay xuống nếu bạn đã từng ăn trứng vịt lộn. Trứng vịt lộn rồi. Bỏ một ngón tay xuống nếu bạn đã từng gặp người họ Nguyễn. Ôi trời ơi. Họ Nguyễn. Họ tên Nguyễn. Vợ của Phúc có họ tên là Nguyễn, so ok. Bỏ một ngón tay xuống nếu bạn đã từng ăn mì Hảo Hảo. Bỏ một ngón tay xuống nếu bạn đã từng nghe nhạc Sơn Tùng MTP. Này, ngoài cái câu để hơi mấy câu gì vậy? Kể cả mình cũng biết Sơn Tùng là ai. Okay. Everywhere luôn. Bỏ một ngón tay xuống nếu bạn đã từng hôn một người Việt Nam. Bỏ một ngón tay xuống nếu bạn thuộc lòng bảng chữ cái Việt Nam. Rồi. Bỏ một ngón tay xuống nếu bạn đã từng massage bấm huyệt ở Việt Nam. Massage. Không biết. Không biết chào khán giả đi.